we sail a little bit high. Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với một mini game mà đã thông báo từ ngày thứ 6 rồi, có nghĩa là thi dò lô tô. Bây giờ đầu tiên em xin phép là quý vị ơi, cái luật chơi rất là đơn giản. Nếu quý vị chiến thắng thì quý vị sẽ được miễn phí vé vò số 1 và vé lô tô. Dò được bao nhiêu tặng hết, nhiều không lấy không có tính phí. Nếu mà quý vị kinh trước tặng luôn con gấu luôn. Và quý vị chiến thắng có nghĩa là tới cái người mà người ta kinh mà quý vị dò vẫn hợp lệ hết á, vẫn đúng trên tất cả các bé, em tặng con gấu luôn. Cho nên là đường nào có lợi. Nhưng nếu quý vị mà rủi mà dò chỉ cần sót một con, sót một con trong cái mớ bé mà quý vị đăng ký, thì quý vị phải trả tiền những cái vé mà quý vị dò sót. Quý vị chịu không? Ví dụ mình cược là 5 vé nhưng mà mình dò kịp có 4 vé thôi thì cái vé còn lại mình phải trả tiền. Quý vị đồng ý không vậy? Yeah, bây giờ mức cược thấp nhất cho cái này là đấu giá nha, có nghĩa là ai dò được 3 vé đâu giơ tay giùm em. 4 vé, người cao nhất sẽ lên sân khấu dò. 4 vé, 4 vé đâu? 4 vé là 1, 4 vé là 1. 5 vé là 1. 5 vé, một mình đó nghe. Một mình đó nghe, 5 vé nha. Dạ đương nhiên là không có phải là kêu một mình mà kêu bà con mình dưới cùng dò luôn đó. 5 vé. 6 vé. 6 vé đó vậy, ai dò một lần 1 và 6 vé được đâu. Còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7 vé. 7 vé, còn ai khả năng 7 vé? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cười quá, cái là mất cái mặt nạ liền. Rồi, 8 vé. Vô đại đi, 8 vé. Thua thì thua, tao sợ gì, vô đại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình 9 thua. Vé. Mình thua mình cũng đâu tốn tiền. Quý vị nhớ giùm em nha, 9 vé dạ? Nha. Dạ thua là tốn tiền đó, vé nào dọn kịp là trả vé đó đó. 9 vé là 1, 2, 3, còn 3 người thôi. Đó dài. 10 vé. 4 người, 5 người. 11 vé một mình nha, nhớ nha, 11 vé nha. Rồi cái bảo gì? Chị ba là quyết liệt chứ đó. Bây giờ lên 2 cùng đi. Bà dẫn vô. 12 vé. Vô luôn. Trời ơi. À, chủ nhân 3 người, 3 người. 13 vé. Áo xanh chị kì. Lên luôn xanh. 13 vé. Mọi quý vị thân mến, lưu ý giùm 16 đúng không xanh? Áo xanh 16. Một mình dò 16 vé nha. Và không có trụ dừng lại nha. Đó, một mình dò 16 vé. Một đứa lẻ đi, mình dò được mình dò đúng không? Đúng rồi, dò học kịp trả tiền đó má. Không, nhưng mà mấy cái kia là mình kinh được rồi. Đúng, nếu mà kinh được thì không nhận quà, ok. Rồi, 1, 2, 3, 16. 17, em chỉ cần một người thôi. Đúng rồi, có nghĩa là mình đấu như vậy đó. Một người cuối cùng là áo xanh 17 luôn. 18. 18. 1, 2, 3. Áo xanh 18 luôn. 19. 19. Áo xanh 19. 20 cho. 1, 2, 3, 4. Bây giờ 6, 8. Cái cuối là 100 nha. Kiểu gì vậy? Vẫn còn tham gia cuộc chơi. Áo dạ. Trắng. Em có lên được không? Rồi. Áo trắng này tham gia 21 hay là kêu mua vé? Kêu mua vé 21 vé. 21 đúng không? 21. Rồi, em có 21 vé luôn. Em có 22. Tại còn 3 người chỉ cần 2 người thôi. 22. 22. Áo trắng 22. Áo xanh. Áo xanh. Trời ơi 22 áo xanh. 25. Rồi lên 23 đi. 1, 2. Dạ xin mời áo đen và dạ. Anh áo trắng. Rồi. Áo xanh lên luôn. Mời 3 người luôn, xin mời. Áo xanh 25 không? Áo xanh 25. Áo xanh 25, 25, áo xanh 25 không? Lên luôn, 4 người luôn. Rồi, xin mời mỗi tụ, dạ xin mời 4 em gái. Nhi, à đừng mời Nhi, con nó đù lắm. Rồi, mỗi người 25 vé, mỗi vé nè, dạ vé này, vé này nè. Hay quá, ai nghĩ cái phần phát này hay quá. 4 người đúng không chị? 4 người 25 vé, nhân ra là 100 vé. Bây giờ không có đủ vé, ai đi
Không đủ vé. Mỗi người 25 vé, chạy ra đó. Vô. Ghê ước quá, lấy gì lao đi em. Lao đi dân. Trời ơi, nó lao đi. Rồi chia đi cưng, chia đi. Đây hai người, hai bên. Rồi hai người, bên đó hai. Ba người, bốn người là ngang. Rồi nhưng mà chảy đi. Em đang chảy đi. Tôi dán được. Nhanh nhạc đi, hồi hộp chờ đợi đi, nhanh lên. Nào ơi cho chị. Thưa quý vị, trong khi đó, quý vị ở dưới hãy bỏ hồ bé một lần tiếp theo. Và chúng ta cùng dò với những người thi kêu lô tô quý vị. Ai sẽ là người chiến thắng, ai sẽ là người ra đề. Và chúng tôi sẽ bắt đầu. 25 vé cho một người quý vị nha. Đó. Quả. Phải. Mỗi người một màu bé. Không ai trùng với ai anh nào. Anh ơi áo trắng kìa. Bây giờ sẽ đốt cho anh áo trắng. Ông áo trắng đó, ông đâu sợ nữa. Ông ôm cái điện thoại chúng ta rồi. Lấy viết gạch đó thấy không? Chiến thuật đàng hoàng không lấy phấn mà lấy viết. 25 bé nha. Lumi, Luna, Sang Sang và Peter Pan sẽ hỗ trợ. Nhân chân lên em ơi. Nhân chân lên. Tiếp vé mà kêu nhanh chân là sao? Tiếp vé người ta tiếp bằng tay chứ tiếp bằng chân mà kêu nhanh chân. Ừ, nhanh tay lên thôi, nhanh tay lên thôi. Đó, một cái bàn tiếp theo, đó. Nhanh tay lại mắc cái gì? Rồi, áo trắng ngồi trên đây đi cho mọi người chiến thắng nè. Rồi, cái tụ qua bàn thờ thì của ai? Thờ thì của mày đó, ngồi đi. Thưa quý vị, và sau đây, màn xíu thú. Chứ mắc cái gì là một con voi màu đen, một con voi hắc tượng. Lần đầu tiên trên thế giới có con voi hắc tượng quý vị nha. Đó, con voi với hai cái voi thật to tướng. Dạ. Dạ. Con quý vị đã thưởng thức qua chú voi Dumbo rất là nổi tiếng tại Mỹ thì ở Việt Nam có chú để voi trăm vàng quý vị nha. Bây giờ để cái này ngang đi, cứ đứng ra đi lăn. Quý vị cùng thưởng mắt về sân khấu để chiêm ngưỡng. Đây là gương mặt thiệt của người đẹp Kim Lài. Sau khi người đẹp Kim Lài ship đi trên bánh xe thì chúng ta sẽ thấy rõ toàn bộ từ một cái đốm màu đỏ ngay cái giữa lan ra chảy xuống ngực cổ, chảy xuống ngực nguyên bộ đồ đen tự nhiên đỏ lên là gì quý vị? Máu người đẹp chúng ta gì quý vị? Xong chưa em ơi? Xong chưa đủ không? Quý vị thân mến và tự dò chứ không có sự hỗ trợ nào từ các thành viên của đoàn nha. Quý vị xin quý vị hướng mắt về sân khấu. Chúng em tái hiện lại kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Mỗi người sẽ có một người gọi là giám thị để kiểm tra xem người đó có dò đúng thật sự là hoàn tất hay không. Kính thưa quý vị, vì lúc đầu là tụi em chỉ đấu giá thì còn một người thôi, nhưng mà khán giả yêu thương quá cho nên là bốn người, cho nên sẽ không có kịp, cho nên quý vị thông cảm nha. Rồi, dạ, ghép số này đó. Bà Thanh này, bây giờ bà Thanh mới trình bày kìa, thấy không minh không? Thông minh. À, ghép số này chúng ta lấy còn mát tự nhiên gì em biết không? Dạ, Siêu trí tuệ Việt Nam quý vị nha. Dạ, bộ ghép số rất là anh trai đẹp trai và rất may mắn. Liệu có may mắn tiếp theo trong phần thi này, quý vị cùng hướng mắt được sân khấu và chuẩn bị chơi rồi đó. Cảm giác chị như thế nào chị? Hả? Cảm giác bình thường. Rồi, phẩm giác đẹp trai, rất đẹp trai và rạng rỡ. Rồi, em cảm giác em thế nào? Không biết nữa. Không biết. Rồi, rất là bình thường, tại vì mới hốt cái điện thoại rồi không có sao hết. Lỡ thua cũng bị giống thôi. Chồng. Làm sao mà quê? Rồi. Người ta đã lời rồi. Kính thưa quý vị, sau khi cái trò chơi này kết thúc thì những cái người chơi này khi trở về nhà đã an giấc rồi, còn phải giúp mình chạy 26 số. Con số quá lớn, 25 vé. Kính thưa quý vị, bà ở dưới quý vị đâu ủng hộ bé một loại vừa rồi hết chứ quý vị, còn ai giữ vé không? Ai giữ vé? Quả nữa, bà bụi cha mày ăn thuốc. Ông này cũng mới đi làm sao gì hồi nãy giờ mày không bán vé. Má ơi, con bao hết 5, 6, 7, 6 con đi lên rồi đó má. Mày không nha, không nha, hồi nãy đứng đây với anh Khải nè. Lâm Quốc Khải, ôi không phải. Lâm Quốc Khải là nó là cái gì Khải đó. Út Bạch Khải. Út Bạch Khải, ờ đó. Trời bà bụi cha, khoan từ. Mày đeo hổ hào vậy đó hả? Mày đeo gì có ngày mày móc cái gần cổ đó. Phan nói cái vụ vé xong nè, đưa hai sắp, con này lấy hai sắp, con này không lấy nha. Rồi tiếp theo, cái này con nhỏ này nè, đánh cái gò má nè, tuốt bên đây nè. Tao không hiểu cái đó. Rồi kính thưa quý vị, và bây giờ ban giám khảo chưa, chúng tôi là một trong những người đẹp minh bạch nhất đoàn lên từ Sài Gòn tới thời là người đẹp Luna, rất là minh bạch quý vị nha. Ngồi xuống má.
Dạ. Không cứ gọi cho. Mấy bạn đi ra đi kêu lô tô tự nhiên cho nó dọn phụ người ta. Đừng có cho bà Diệp Thanh Thanh, bà Diệp Thanh Thanh ban gian dữ lắm. Bà Thanh đi ra, bà kêu lô tô làm gì vậy? Trời ơi. Dạ thưa mấy má BD, mấy má BD nghe lại em kỹ nè. Người ta thi dò lô tô, mấy má phải trách nhiệm là kêu lô tô cho người ta dò. Không ai mượn sáp lợi trai đẹp hết trơn á. Luna là giám thị, là giám khảo cuộc thi này. Ê giám thị chứ không phải gái má. Trời đất ơi, cái con cho ma làm gì vậy? Cái gì bà bây giờ ai có biết cho ta hứa má mình sẽ không bắt đầu do số gì ơi. Chưa, yeah. Yeah nữa. Sốt là con này mày buồn. Con quả gì cho mày chứ. Mày không, mày xuống dưới mày bán lẹ lên. Gọi ông nội đi ông, cái thùng vé đâu vậy? Gơ, không, kệ nó trách nhiệm của nó. Thu lượm cho trai. Rồi, cứ cái gì nha, nếu bây giờ vé bên đây nữa nè. Trời, em gái nè, mới cắt mắt nè, qua đây nè. Bên đây, lẹ lên, cho em gái nè. Hết vé hả? Anh Cường lẹ lên, quẹo lên đây luôn cười. Cứ đúng cái gì bà, ngay bây giờ ai có mấy chân tay húng mắt lệnh sáng bắt đầu dò số. Anh Cường thẳng dưới luôn anh Cường nha, thẳng dưới luôn. Mấy chị ra mấy,
cười gì ra cười gì đây, mấy gì ra má em cứ trong đi cày bừa, tí em cứ trong đi cày bừa, má em là một người nông dân, tí em cũng là một người nông dân, sao không sống trên đồng nhau năm 25 sao vậy? Đẹp trai mà nó lùa không kịp, trời ơi, nó giò không kịp, nó tức quá, đập bàn luôn, trời ơi. Rồi bỏ cuộc, gom vé của anh lại. Rồi cái đó cái gì, mỗi chủ nhân đó bây giờ bắt đầu mình gom lại nè. Có kịp không? Có kịp không? Có ai có không? Đó đúng rồi, mỗi người năm tờ giò phụ nha. Cái đó cái gì? Em gom của anh nè. Năm đứa vô giò một người, còn ba người này ông này thôi gom chi đúng không? Một mình tôi bị giò hết em năm tờ không? Ông bình tĩnh, bình tĩnh. Con mi bây giờ là nổi một mình này hai năm tờ không? Thôi bây giờ phụ nó đi. Rồi anh ba, rồi chúc mừng em nha. Cái thưa quý vị, vừa còn số may mắn được kia qua 14 đâu? 14 đâu? Xuất hiện 14 có 1 22 22 có 2 40 40 có 3 59 đủ 1458 hợp lệ. Xin chúc mừng danh ba mình, một con gấu lớn dành cho anh. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu phần chuyện dùng lại app chó. Nếu mà quý vị sẽ ủng hộ nhiệt tình và lấy cho có 10.000 đồng những cái lá vé mà có ghi họ và tên kèm theo số điện thoại ở mặt sau đó, quý vị gom lại cho Lê cầm giùm em nha. Gom rồi. Rồi, kính thưa quý vị, và bây giờ bên trong tất cả các người đẹp của chúng tôi sẽ có 5 người đẹp hỗ trợ dò lại cho ba quý chị xem ai là người chiến thắng, ai là người thua nha. Rồi dân hỗ trợ đi. Trong khi đó quý vị ơi, dòng lại áp chót sẽ được ra bước phục vụ, dòng lại chót luôn quý vị, chót cho tới ngày hôm nay luôn. Rất mong quý vị sẽ ủng hộ nhiệt tình. Dạ đó, bây giờ là tới giờ hình tử hình nè, con có kịp không nè. Đó anh trai anh đem trước không? Rồi xin mời. Rồi em dò đi, dò đi. Dò sao vậy? 14 mà không nghe là ông do anh lo dọn số kia, ông dọn không kịp. 59 40 từ từ má, mỗi người 5 vé, mỗi người 5 vé. Rồi ok, xong chưa? Nhanh lên, ai nhanh bắt lại tay nè. Bắt đầu nha. 59 54 rồi, cái nào không có bỏ qua bên, có nghĩa là cái đó tính tiền đó. Rồi 40 40 cái nào không có bỏ qua bên. Rồi, 27 Rồi, chú ý hàng 2 nha. 23 27 có rồi thì má, 23 25 rồi. 22 27 có rồi. Rồi, số tiếp theo, 14 14 không có, cái nào không có cầm lên, cái đó tính tiền. Đó, đem về cái rồi. 14, cái nào không có cầm lên nha. Rồi, số 4 số 4 số 4 số 4 đây nè. 38 đây, trời quá sót, quá sót anh ơi. Đây, trời quá trời thứ. Rồi, ok, vậy là kết quả của anh trai đã có bao nhiêu? Rồi, nếu như không có hết thì mày bị 25 luôn rồi. 17 tờ, đó, anh ba giờ không kịp. Rồi 38 có kêu chưa? 38 không có. Má nào bỏ cho 38 vô đây vậy? Không nha. 38 không có. Rồi. Nghe ta nói chưa? Nói lại nè, 2, 3. Rồi. Chồng xuất là đàn ông. Dùm xuất. Rồi bỏ cái 38 ra thì rồi. Không có nhẹ.
Rồi tiếp theo, bây giờ tới phía bên đây nha. Nà, kiểm tra bên đây. Rồi Nà, cô bé này lại qua bên đây dò dùm em gái cho đi nào. Và cái nào có 14 thì giữ lại là đủ. Rồi bây giờ tới bé màu vàng trước đi, màu vàng trước đi. Rồi kính thưa quý vị, mỗi người năm bé ai là người thua nhiều nhất? Bây giờ chúng ta cùng đến với hàng năm 54 có mà. 54 có không? Rồi 59 có chưa? 40 có. 27 có. 25 22 có. Rồi, cái này không có này nha má. 14 có này. Rồi Số 4 rồi. Rồi, xong. Mười lăm tờ. Rồi, chung cuộc em gái 15 tờ. Rồi, còn em chị gái màu xanh và chị xám màu xanh dương. Chúng ta bắt đầu nha, hỗ trợ. 17 tờ. 18 tờ. Rồi, chị gái màu xanh có bao nhiêu tờ nè? Rồi, nhờ các bộ phận hỗ trợ, các bạn giám khảo của chúng ta 54 rồi. 59 rồi. 40 rồi. 27 rồi. 23 dân cút ghế rồi. 25 rồi. 22 rồi. 14 rồi. Số 4 rồi, hết rồi đó. Rồi 5 tờ. Trời ơi, rồi xuất sắc. Sắc đó, thấy chưa? 9 tờ. Dân thắng. À, áo hồng đâu ạ? À? À, vé màu hồng là của ai? 25 tờ là không đủ luôn. Xanh lá cũng 25 tờ luôn. Rồi. Rồi xanh dương bao nhiêu? 9 tờ. Hồi nãy em 15 tờ. Vậy là 9 tờ là thắng. Người chiến thắng. Dạ, người chiến thắng chắc có lẽ là không cần trả tiền. Đơn giản thôi. Còn những chị khác mỗi tờ 5 đồng thôi. Là 5 đồng thôi cho vui. Chứ còn lấy nhiều lắm được. Hả? Em đấu giá mặt khác gì mà em còn đồ con gấu nữa. Thắng là thắng hơn những người khác thôi. Có nghĩa là không bị trả tiền thôi đó cưng. Ta chém vậy. Rồi cảm ơn em. Lúc đầu ai đủ sung. Rồi nói cho vui thôi. Hỏi dạ không có tính tiền đúng không chị? Dạ cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ một lần vừa rồi. Rồi nha. Cảm ơn bốn vị chủ nhân rất dễ thương. Dân ơi gửi lại cho anh đẹp trai hồi nãy cái phần hồi nãy gửi. Dạ anh ơi, nhạc anh ơi. Kính thưa quý vị, vòng loại vừa qua đó là một cái bài học kinh nghiệm rút ra. Đó là ai nhiều ghé quá kêu em giò phụ chứ đừng có giò một mình. Không có kịp đâu. Kịp đó quý vị. Kính thưa quý vị, và bây giờ bé vòng loại cuối cùng quý vị đã có cho ta hết chưa ạ? Có hết chưa? Dạ, phía này dạ có rồi. Cùng hướng mắt kinh ta có đầu giờ số lượng cuối cùng quý vị nha. Chưa để tiếp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
số 7 con, số 7 con năm gì đây, năm gì ra tên nhà phai. Năm 12, năm 12, năm 12, năm 12, năm 12. Con mấy gì ra, mấy gì ra, số gì ra, mấy gì ra thứ hai nhớ ai. Con 12, con 12, con 12, con 12, con 12. Số gì đây, số gì đây, gối đi qua nhà anh sao để đồng nhà mùi xa lý thân thơm nhàng làm đi theo chàng hát vu vào mấy câu nhà tình thật là ngọt ngào. Năm 16, năm 16, năm 16 còn năm 16 số gì ra, số gì ra, số gì ra, số gì ra, có em đứng cầu gấp chút mặt trong lao. 46, 46, 46. Kính thưa quý vị, để hát vòng loại cuối cùng 46 đầu giải, chúc mừng anh Ba một lần nữa nha. Kính thưa quý vị, và xin mời một khán giả sẽ bước lên bốc thăm chúc thưởng dùm cho đoàn của ông ạ. Rồi anh trai lên đi cưng. Trong khi đó thì hồi nãy là ai mua vé đặc biệt mà trên 5 vé mà đi một mình đúng quý vị? Trên 5 vé mà đi một mình đó ạ. Rồi, tất cả nhân viên của đoàn Lê Tư Sài Gòn Tân Thời sẽ xuống hỗ trợ dò lại vé cùng với tất cả quý vị. Như quý vị đã thấy, và trên 5 vé là tụi em đã nhờ người hỗ trợ dò rồi. Cho nên hồi nãy là đấu giá em cũng rất là bất ngờ, tôi tới mà 15 vé mà quý vị còn đấu rất là nhiều. Tại vì em chỉ là, lúc đầu là thật sự là em chỉ định là có một người thôi. Nhưng mà quý vị thân mến, chủ yếu những cái game nhỏ nhỏ như thế đó để dành lại thật nhiều tiếng cười và niềm vui cho tất cả quý vị. Chứ không phải là chúng ta tới đây nó máu mè quá thì nó không có vui nữa. Cho nên là quý vị trong khi vào thực hiện chương trình là có điều chia sẻ sót mà quý vị buồn đó, quý vị thông cảm giùm cho bổn đoàn nha. Rồi cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Rồi